Chào các em, chúng ta giải đề số 1 trong bộ đề kiểm tra giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 8 các em nhé. Bài số 1, find the word which has different sound in the part underlined. Em hãy tìm từ mà cái phát âm bị gạch chân của nó được phát ra khác với các từ còn lại. Đầu tiên, em thấy tất cả các từ đều có đuôi là ed, như vậy đây là từ phân biệt cách phát âm của đuôi ed. Và cô ôn lại cho em kiến thức về phát âm ed là chúng ta có 3 cách phát âm đuôi ed sau động từ. Cách thứ nhất là em phát âm thành âm id. Khi mà cô để cái chữ cái trong hai cái dấu xịt thì đây không phải là chữ cái mà là cái phiên âm của nó các em nhé. Âm id là động từ có đuôi là chữ tờ hoặc là chữ giờ. Ví dụ, cô lấy một động từ có đuôi là chữ tờ, là từ want các em nhé. Từ want thì bình thường em phát âm là want, nhưng khi mà động từ nè thêm đuôi ed thì em bây giờ phải đọc want nối với cái âm id ở đây là wanted, wanted. Và cái mẹo để nhớ thì hai cái chữ cái này em nhớ là tiền đô nha, tiền đô. Và cách phát âm thứ hai là em sẽ phát âm các cái đuôi ed thành âm t, thành âm t, là động từ với động từ nào mà có các đuôi sau. Có đuôi CH. Ở đây cô có mẹo để nhớ là chính phủ Pháp không thích xem sổ sách các em nhé. Thì chúng ta sẽ phát âm thành âm ed thành âm t. Bây giờ cô lấy một động từ mà có đuôi là CH nhé. Động từ thường gặp là từ watch. Watch, bình thường em đọc là watch, có nghĩa là xem. Và đã xem thì người ta thêm đuôi ed cho nó. Thì lúc này đuôi ed chúng ta đọc thành âm t, như vậy nó là watched. Watched, watched là âm t này nhé. Hoặc cái động từ jump đó các em, là nhảy á, thì đã nhảy người ta thêm đuôi ed cho nó. Thì ở đây cái đuôi ed này đứng sau chữ cái là p. Vậy thì ed này được phát âm thành âm t, là jumped, jumped. Và nhóm thứ ba, chúng ta phát âm ed thành âm d, là đối với các động từ. Động từ có đuôi là các chữ cái còn lại nhé. Động từ có đuôi là các chữ cái còn lại. Ví dụ cô lấy cái động từ là play. Play, bình thường mình đọc là play, nhưng khi nó thêm đuôi ed thì lúc này em đọc là play. Ed mình phát âm thành âm d, played, played. Và nhóm thứ nhất em nhớ cái mẹo là tiền đô. Nhóm thứ hai là chính phủ Pháp không thích xem sổ sách. Và nhóm thứ ba còn lại, chúng ta quay lại với đề. Thì từ đầu tiên là có đuôi t, như vậy là nó là nhóm thứ nhất và nó được phát âm thành âm id. Từ số 2 là có đuôi SH. Chính phủ Pháp không thích xem sổ sách là chữ sách, thì nó là nhóm thứ hai và nó được phát âm thành âm t. Từ số 3 là dance. Khi mà phiên âm, cái mẹo để nhớ thì nó chỉ đúng cho chúng ta khoảng 90-95% thôi các em nhé. Còn phát âm thì nó phải căn cứ vào phiên âm. Tuy nhiên thì có một số em là gặp khó khăn về phiên âm, thì cô mới dùng cái mẹo về mặt chữ để cho các em dễ nhớ và làm ứng dụng các cái bài tập này. Thì từ dance, khi mà em phiên âm thì nó không phải là cái chữ cái e phía sau đâu em. Dance này, khi em phiên âm thì nó ra cái âm này, dance. Dance là cái chữ S đấy em. Chữ S thì nó là chữ sổ. Trong cái mẹo thứ hai là chính phủ Pháp không thích xem sổ sách, như vậy là nó thuộc nhóm 2 và nó phát âm thành âm t, thành âm t. Và chúng ta xem tiếp là watched là chữ chờ trong cái chữ chính đây, vậy là nó cũng thuộc nhóm 2 và nó phát âm thành âm âm t luôn nhé, âm t. Vậy thì ở đây chúng ta có một từ của nhóm 1 thôi. Vậy thì đáp án đúng là A. Số 2 là phát âm của
Tất cả các cái danh từ ở đây đều có cái đuôi là S. Như vậy là nó là phát âm S và ES. Thì chúng ta ôn lại cái cách phát âm S và ES. Cũng có ba cách phát âm. Thì khi mà động từ nó có đuôi K, P, T, S, F, thì ở đây cô dùng cái mẹo để nhớ là không phải tại Thu Phương. Thì lúc đó thêm S, S sẽ được phát âm thành âm S và jumps, jumps. Đối với các động từ có đuôi là G, E, S, C, H, X, S, H, Z, G, E, thì cô dùng mẹo để nhớ là chị em sáu chạy xe hát dỗm ghê. Dỗm ghê. Thì đuôi ES sẽ được phát âm thành âm is. Ví dụ từ watch là xem và thêm đuôi ES thì lúc này phát âm thành watches, watches. Và cái cách phát âm thứ ba là phát âm thành âm z là các động từ có đuôi còn lại. Ví dụ play thêm S thì lúc này S phát âm là z. Như vậy chúng ta nhớ là không phải tại Thu Phương là nhóm 1, chị em 6 chị sẽ hát dỗm ghê là nhóm 2 và nhóm 3 là các cái động từ có đuôi còn lại. Chúng ta quay lại bài tập. Thì ở đây các em thấy là cái đuôi D, D là nhóm 3, phát âm là Z. Dogs là nhóm 3, phát âm cũng là dogs. Và posters cũng là nhóm 3, phát âm của S thành âm Z. Real books là chữ K trong nhóm không phải tại Thu Phương chữ không. Vậy thì phát âm của S là books là nhóm 1. Vậy thì chọn đáp án cuối cùng là D thuộc nhóm 1 nhé. Câu số 3, đuôi ES, 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 đây là phát âm của S và ES luôn. Thì em thấy là pictures, đuôi R, features, phát âm Z, đây là nhóm 3. Watches, đuôi CH, phát âm là IS, nhóm 2. Trong chị em 6, buses, đuôi S trong chị em 6 này các em phát âm là IS, nhóm 2. Và buses chúng ta có ZH, chị em 6 chị ZH thì cũng là nhóm 2, phát âm là âm is. Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta là pictures là câu A nhé. Câu số 4, homework. Đây là phát âm của chữ cái O được gạch chân. Homework thì O được phát âm thành âm O. Rồi mother, mẹ thì O này được phát âm thành âm A. Còn open cũng được phát âm thành âm O. Pseudo cũng phát âm thành âm O. Như vậy thì mình có là O, O, O và cái này là A, mother. Chúng ta chọn đáp án là B nhé. Bài số 5 là một bài tập về trọng âm. Which word has the stress pattern? Từ nào có dấu trọng âm? Pronounced differently from other. Được phát ra khác với các từ khác. Chúng ta có từ polite, lịch sự, tính từ. Trọng âm, âm tiết số 2, âm light. Entrance, lối vào, danh từ, âm tiết số 1, trọng âm rơi vào âm tiết số 1 nhé. Attempt, nỗ lực là số 2 và agree, đồng ý, động từ cũng là số 2. Thì chúng ta thấy chỉ có entrance là danh từ, trọng âm rơi vào âm tiết số 1 thôi. Câu số 6, category là trọng âm rơi vào âm ka. Accompany là come. Experience là peer và compulsory là âm tiết số 2, polu, 1, 2, 2, 2. Vậy đáp án cuối cùng của chúng ta là category, âm tiết số 1, attract là 2, social là 1, verbal là 1 và signal, tín hiệu cũng là 1. 2, 1, 1, 1. Vậy thì chúng ta chọn đáp án là attract. Câu số 8, apply, apply động từ, áp dụng, âm tiết số 2, approach, tiếp cận, trọng âm, âm tiết số 2, primary, tính từ, tiểu học, trọng âm tiết số 1, accept, động từ, nhận, trọng âm tiết số 2, chúng ta thấy 2, 2, 1, 2, về đáp án cuối cùng là primary. Câu số 9, choose the best answer. Em hãy chọn đáp án đúng nhất. My dad doesn't mind my mom from work every day. Ba mình không ngại đón mẹ mình từ chỗ làm mỗi ngày. Em nhớ là động từ mind
Theo sau nó là một động từ có đuôi ing này nhé. Vậy thì đáp án của chúng ta là picking up vì có đuôi ing ở đây. Câu số 10. Using computers too much may have harmful effects your mind and body. Là việc sử dụng máy tính quá nhiều, nó có ảnh hưởng, tổn hại đến tinh thần và cơ thể của bạn và thể chất của bạn. Thì các em nhớ là have effects on nha. Có ảnh hưởng lên cái gì đó. On, lên tinh thần. Thì chúng ta chọn giới từ là on ở đây nhé. Câu 11. I love the people in my village. Là mình yêu người dân ở trong ngôi làng của mình. They are so and hospitable. Họ thì quá là và hospitable là hiếu khách. Hiếu khách là một tính từ có nghĩa tích cực. Thì ở đây có cái từ để kết nối là từ and, thì bên này cũng là một tính từ mang nghĩa tích cực. Chúng ta có các tính từ là friendly là thân thiện, vast là rộng lớn, slow là chậm chạp và inconvenient là bất tiện. Vậy thì phù hợp để mô tả con người thì là tính từ friendly a là thân thiện nhé. Câu số 12. Among the the Thai people have the largest population là giữa các cái gì đó thì người Tài có population là dân số, largest là lớn nhất, giữa các groups là nhóm, majorities là số đông, ethnic minorities là dân tộc thiểu số và ethnic cultures là văn hóa dân tộc. Ở đây thì là giữa các dân tộc thiểu số, đáp án là C nhé. Câu số 13. People in the countryside live than those in the city. Là người dân ở nông thôn thì sống hơn những người dân ở thành phố. Ở đây chúng ta có động từ là live. Chúng ta cần phải có một trạng từ để bổ nghĩa cho cái sống là sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà câu này có ý so sánh. Vậy là đây là so sánh hơn của trạng từ. Happily là trạng từ dài. Chúng ta thêm more là trước nó. Chọn đáp án là more happily. Câu 14. Vietnam is multicultural country with 54 ethnic groups. Việt Nam là một đất nước đa văn hóa với 54 dân tộc. Người ta nói danh từ không bao giờ đi một mình. Em thấy multiple country là một danh từ, nhưng nó không có số từ hay là không có S và cũng chưa có mạo từ. Như vậy là nó thiếu mạo từ ở nhé. Mạo từ anh chỉ dùng trong trường hợp chữ cái đầu tiên là các nguyên âm, còn ở đây là phụ âm nhé. Nguyên âm là các cái chữ cái trong cái nhóm vẻ oải đó các em. Vẻ oải chỉ có năm nguyên âm thôi là vẻ oải đó. Thì khi đó thì nó sẽ dùng mạo từ an trước nó. Ví dụ như quả táo là an apple nè. Câu số 15. Give the correct form of the following verbs. Em hãy viết dạng đúng của các động từ ở dưới đây. My joy crafts especially bracelets. Mai thích làm những cái vòng, làm những cái món đồ thủ công, đặc biệt là vòng đeo tay. Thì sao enjoy là một động từ thêm đuôi ing nhé. Sao enjoy là một động từ thêm đuôi ing. Thì chỗ này là động từ make thì em phải viết thành là making. My enjoy making crafts nhé. Câu số 16. Câu này có từ ever. Đây là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành đó các em. Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành là câu khẳng định. Em có nhớ cấu trúc đó chưa? Hiện tại hoàn thành. Thì câu khẳng định là tức là các chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với VBB, tức là động từ ở cột V3 của bạn, động từ bất quy tắc hoặc là động từ thêm đuôi ed đó các em. Và câu phủ định thì là các chủ ngữ cộng với have hoặc là has cộng với not cộng với VBB. Và câu nghi vấn thì chúng ta đưa have hoặc là has cộng với chủ ngữ cộng với VBB. Và em thấy là cái câu của chúng ta đang gặp ở đây là câu hỏi. Câu hỏi này các em, nên chúng ta phải đưa cái từ have ra trước để phù hợp với chủ ngữ you.
Chủ ngữ số nhiều thì I, we, you, they thì đi với have và he, she, it thì đi với has nhé. Và chỗ này là VBB, là V3 thì write. V3 của nó là reading nhé. Have you ever ridden a buffalo? Câu số 17. The children used to a long way to school. Là những đứa trẻ đã từng đi một đoạn đường dài để đến trường. Thì sao used to là một động từ nguyên mẫu các em nhé? Used to cộng với verb. Vì vậy, sau used to này chúng ta chỉ cần viết lại chữ go này thôi. Câu số 18, they hate lesson texting his friends all day, là họ ghét nhìn thấy con trai của họ nhắn tin cho bạn bè suốt ngày. Thì sao động từ hate là có hai trường hợp? Em dùng cái nào cũng được, hate em có thể dùng với to verb cũng được. Hoặc là em dùng với verb in cũng được nhé. Thì chỗ này cô sẽ viết cả hai luôn là to see hoặc là em viết là seeing nha. Seeing. Câu số 19, do you fancy? Sao fancy cũng là một động từ thêm đuôi ing? Vì vậy, động từ trực Batin skateboard này các em, thì em sẽ viết thành là skateboarding nha. Skateboarding. Do you fancy skateboarding in the park this Sunday? Bạn có thích trượt Batin trong công viên vào chủ nhật tuần này không? Chúng ta qua bài tiếp theo là bài đọc hiểu và chọn đáp án true false cho những cái câu khẳng định ở dưới đây. Chúng ta cùng xem cái đề của câu 20. Using the computer too much can make your eyes tired. Là việc sử dụng máy tính quá nhiều có thể làm cho mắt của bạn bị mệt. Thì chúng ta cùng dò thông tin trên bài nhé. In my opinion, theo ý kiến của mình, using the computer as your hobby, việc sử dụng máy tính mà là một cái sở thích của bạn, can be harmful to both your health and your social life. Nó có thể tổn hại cho cả your health là sức khỏe và social life là cuộc sống xã hội của bạn. Firstly, đầu tiên là sitting all day, ngồi cả ngày in front of the computer, là ngồi cả ngày trước máy tính, can cause health problems, có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe, such as tiredness and obesity. Như là việc làm cho cái mắt nó bị mỏi, bị mệt và béo phì. Vậy thì cái từ là mỏi mắt ở đây và cái từ làm cho mắt bạn bị mỏi là đúng. Nên chúng ta chọn đáp án là true, là câu đúng nhé. Câu số 21, using the computer too much is not good for you, là việc sử dụng máy tính quá nhiều thì không tốt cho bạn. Chúng ta cùng xem lại là việc sử dụng máy tính quá nhiều nó tổn hại đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Đây là một câu đúng nhé. Câu số 22, we still can spend a lot of time with our family and friends. Chúng ta vẫn có thể dành rất nhiều thời gian, dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Chúng ta cùng xem tiếp. Secondly, thứ hai, you may get irritated easily. Là bạn có thể get irritated, có nghĩa là bực dọc, cáu kỉnh. Bạn có thể dễ bực dọc. Besides, bên cạnh đó, if you use the computer too much, nếu bạn dùng máy tính quá nhiều, you will not have time for our family and friends, thì bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Cái câu của chúng ta là không có thời gian, còn ở đây là vẫn có thể dành thời gian, như vậy là sai, false. Câu số 23, according to the writer, according là theo nhà văn nói, we can use the computer for a long time. Chúng ta có thể sử dụng máy tính cả ngày, thì chúng ta không nên sử dụng máy tính cả ngày thì ngồi với máy tính, sitting all day in front of the computer, ngồi trước máy tính cả ngày có thể gây ra những cái vấn đề về mắt, về béo phì. Nên là chúng ta không thể ngồi trước máy tính quá lâu. Chúng ta chọn đáp án là false, là sai nhé. Câu cuối cùng, computer should only be used for a limited time. Câu này có nghĩa là máy tính chỉ nên dùng trong thời gian giới hạn. Và trên bài là computer là in short, nói tóm lại, computer should only be used for a limited time. Là máy tính chỉ nên dùng trong thời gian giới hạn thôi. Câu này là câu đúng, true.
Có mời các em qua phần tiếp theo nhé. Đây cũng là một bài đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Câu 25. Does the boy like riding on the electric train in the town square? Câu này có nghĩa là cậu con trai có thích đi electric train là tàu điện, in the town square là trong quảng trường của thị trấn. Bạn trai này có thích đi tàu điện trên quảng trường thị trấn không? Thì bây giờ cô sẽ đọc cái đoạn mà có liên quan đến cái phần thông tin này nhé. Thì ở trên thì nó chưa liên quan nên cô chưa đọc, và cô chỉ đọc cái phần dưới là My father sometimes take me to the market town nearby. Thỉnh thoảng thì ba mình dẫn mình đến cái thị trấn có cái chợ nearby là ở kế bên. Where he sells our home products, nơi mà ông bán những sản phẩm từ nhà của bọn mình. Like vegetables, như là rau, fruits, trái cây, eggs và trứng. He then buys me an ice cream. Sau đó thì ông mua cho mình một que kem. And lets me take a ride. Và để cho mình ngồi lên on the electric train. Ngồi lên cái tàu bằng điện. In the town square, ở trong quảng trường của thị trấn. I love those trips. Mình yêu những chuyến đi này. Mình yêu những chuyến đi đó. Như vậy là bạn trai rất là thích. Và chúng ta trả lời là yes, he does. Yes, he does. Câu số 26. What do the children do on starry nights? Starry, star là ngôi sao và starry là đầy sao, nhiều sao. Câu này có nghĩa là những bạn nhỏ thích làm gì? Những bạn nhỏ làm gì trong những đêm nhiều sao? Ở trong đoạn cuối của bài này các em, on starry nights là vào những đêm đầy sao. We children lie on the grass là những đứa trẻ chúng tôi nằm trên cỏ. Looking at the sky là nhìn lên bầu trời. And daring each other và thách nhau. To find the Milky Way là tìm ra dải ngân hà. To find the Milky Way. Vậy thì chúng ta trả lời là các em ấy they nằm trên bãi cỏ. They lie on the grass. Nhìn lên bầu trời, looking at the sky, và thách nhau tìm ra dải ngân hà. And daring each other to find the Milky Way. Câu số 27. Do you like to live in the countryside or in the city? Why? Bạn thích sống ở nông thôn hay là ở thành phố và vì sao? Đây là câu hỏi cá nhân của mình. Và theo ý kiến của cô thì cô thích sống ở nông thôn bởi vì nó xinh đẹp và bình yên. Thì cô sẽ trả lời cả hai câu là mình thích sống ở đâu và vì sao nhé. I like to live in the countryside bởi vì because is nó xinh đẹp, beautiful và bình yên, and peaceful. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu 28. Câu này chúng ta sử dụng use the correct forms of comparison to complete the sentences. Em hãy sử dụng dạng đúng của so sánh hơn để hoàn thành các câu dưới đây. Ở đây chúng ta thấy có hai tính từ friendly và long. Đây là so sánh hơn của tính từ nhé. Câu 28. Some people think that country folk are than city people. Một số người nghĩ rằng là folk là những người dân ở nông thôn thì hơn người dân thành phố. Thì thân thiện hơn. Thân thiện là tính từ dài. Chúng ta thêm more ra trước tính từ dài này nhé. Are more friendly. Chúng ta viết friendly ra. Câu số 29. Which one is Red River or Mekong River? Là con sông nào thì dài hơn? Sông Hồng hay là sông Mekong? Chúng ta có cái tính từ là long là tính từ ngắn. Vì vậy chúng ta chỉ cần thêm đuôi er ra phía sau là longer là được rồi nhé. Câu 30.
My house is smaller than your house. Là nhà của mình thì nhỏ hơn nhà của bạn. Và bây giờ là bài này là người ta yêu cầu chúng ta viết lại câu thứ hai mà nó có cái nghĩa tương tự như là câu thứ nhất, tức là viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa. Thì bây giờ chúng ta sẽ diễn đạt lại là nhà của mình nhỏ hơn nhà của bạn, thì nhà của bạn lớn hơn nhà của mình. Nhà của bạn thì lớn hơn nhà của mình. Your house, chúng ta dùng be là is, rồi lớn hơn là big, bigger. Bởi vì trong cái tính từ big có cái phụ âm đuôi là g và kế nó là nguyên âm y, cho nên chúng ta phải nhân đôi phụ âm lên nhé, thành bigger. Your house is bigger than my house. Câu số 31, I love listening to music, là mình thích nghe nhạc. Thì em thấy ở đây là có cái động từ là fancy. Fancy thì theo sau nó là một động từ thêm đuôi ing. Và chúng ta đã có cái động từ là listen, listening đã được thêm đuôi ing sẵn luôn rồi. Chúng ta chỉ cần viết lại là I fancy listening to music. Câu số 32, the black dress is more expensive than the white one. Câu này có nghĩa là cái đầm màu đen thì mắc tiền hơn cái đầm màu trắng. Và bây giờ chúng ta viết lại là cái đầm màu trắng thì rẻ hơn. Rẻ là tính từ cheap. Đây là tính từ một âm tiết. Chúng ta thêm đuôi er ra sau nó. The white dress, chúng ta viết thì rẻ hơn là cheaper. So với van, cái đầm màu đen, the black. Em có thể dùng black dress hoặc em dùng black one. Black one thì hay hơn em nhé, tại vì mình không có lặp lại cái từ dress hai lần nữa. Câu số 33, no one in my group is more intelligent than Mary. Không có ai trong nhóm của mình thì thông minh hơn bạn Mary cả. Như vậy là Mary là người thông minh nhất. Và đây là so sánh nhất. So sánh nhất của tính từ dài. So sánh nhất của từ intelligent. Intelligent là một tính từ dài. Và so sánh nhất của tính từ dài là chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ, cộng với be. Tính từ thì chúng ta chỉ cần cộng be thôi, cộng với the most, rồi đến tính từ dài. Tính từ dài là tính từ intelligent, nên chúng ta trình bày là Mary is the most intelligent. Intelligent, rồi cái này chúng ta cộng với danh từ, cộng với danh từ. Danh từ ở đây là người, thì em dùng cái từ một người là từ person nhé. Rồi và các thành phần phía sau là trong nhóm của mình là in my group. Mary is the most intelligent person in my group nhé. Câu số 34, do you fancy with friends on Facebook? Bạn có thích nói chuyện với bạn bè trên Facebook không? Thì chúng ta có cái động từ nói chuyện phím là chat. Và sau fancy, như lúc nãy cô đã trình bày ở trên, là một động từ thêm đuôi ing. Vì vậy động từ chat chúng ta cũng thêm đuôi ing. Nhưng chat là động từ có đuôi là một phụ âm và kế nó là một nguyên âm, cho nên chữ chat chúng ta nhân đôi phụ âm tờ lên nhé. Câu 35, my father doesn't mind the washing up in my family. Là ba của mình không có ngại làm việc nhà ở trong gia đình. Thì chúng ta có cái động từ do ở đây. Và mind theo sau nó là một động từ đuôi ing. Nên chỗ này là my father doesn't mind. Động từ thêm đuôi ing là doing nhé. Câu số 36, these days lots of children prefer staying indoors to outside. Ngày nay thì nhiều trẻ em thích ở trong nhà hơn là chơi ở ngoài. Thì chúng ta có cái cấu trúc của prefer đó các em, là prefer something to something. Thích cái gì đó hơn cái gì đó. Thì something ở đây đó là nó có thể là danh từ hoặc nó có thể là động từ thêm đuôi in. Thì something đây là danh từ hoặc là động từ thêm đuôi in.
Và something ở đây cũng y như vậy luôn nhé các em, hai cái something này nó tương tự nhau. Ở đây thì em thấy là shall prefer này, có stay in rồi nè, có động từ thêm do in rồi nè em. Vậy thì cái chỗ này to cũng là một động từ thêm do in. Và cái động từ mà người ta cho chúng ta là động từ play nè em. Play thì chúng ta viết vào và thêm do in cho nó thôi. Play in, outside. Chúng ta qua câu 37 nhé. Make sentences using the pictures and keywords. Em hãy đặt câu và sử dụng các cái bức tranh hoặc là các cái từ được cho sẵn. Thì ở đây không có tranh, chỉ có từ thôi. A lion run fast horse là một con sư tử chạy nhanh hơn một con ngựa. Thì các em có thể viết là một con ngựa chạy hơn một nhanh hơn một con sư tử thì cũng tùy. Nhưng mà trong trường hợp này á thì em thấy là cái chữ A ở đây người ta đã viết hoa rồi thì nó phải đứng đầu câu. Nên cô sẽ viết thành câu là một con sư tử chạy nhanh hơn một con ngựa là a lion. Rồi chạy một con thôi là chủ ngữ số ít nên động từ phải thêm s. Rồi nhanh hơn, nhanh, trạng từ nhanh là trạng từ ngắn thêm đuôi er. Then một con ngựa là a horse. Câu số 38, Mai enjoy make crafts. Câu này có nghĩa là bạn Mai thì thích làm đồ thủ công. Câu này chúng ta viết ở thì hiện tại đơn nhé. Và sau enjoy cũng là một động từ thêm đuôi ing. Thì cộng với động từ có đuôi ing. Nên câu này chúng ta trình bày lại là my enjoy. Rồi, động từ thêm đuôi ing là making, bỏ e đi, thêm đuôi ing, making crafts. Câu số 39 là which ethnic group Việt Nam have largest population, là nhóm dân tộc nào của Việt Nam có dân số đông nhất. Đầu tiên là chữ chữ này chữ have thì chúng ta sẽ thay nó thành chữ has nhé. Has. Thì câu này chúng ta sẽ viết lại với has là which ethnic group has the, so sánh nhất chúng ta phải có the largest population và dấu hỏi. Câu số 40, don't forget lock the door before going bed. Câu này là một lời nhắc nhở là đừng quên khóa cửa trước khi đi ngủ. Thì các em thấy cái từ forget phía sau nó có hai trường hợp nhé. Một là to verb và hai là verb been. Một là to verb. To verb là để nhắc nhở ai đừng quên cái gì đó. Để nhắc nhở đừng quên. Và forget cộng với động từ thêm đuôi in là đã quên trong quá khứ rồi. Là hành động đã quên trong quá khứ. Ví dụ như mình quên khóa cửa rồi, sáng nay đi học mình quên khóa cửa nhà rồi. Thì em sẽ nói là I forget. Khóa là lock và thêm đuôi in cho nó nhé, là the door. I forget locking the door this morning. Sáng nay. Tức là hành động này là mình đã quên luôn rồi đó các em, quên trong quá khứ rồi. Còn forget mà cộng với to verb là để nhắc nhở. Và câu 40 là một lời nhắc nhở, cho nên chúng ta trình bày theo kiểu là to verb nhé. Don't forget to lock the door before going to bed. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành đề số 1. Rất cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô và hẹn gặp lại các em trong phần giải các đề kế tiếp nhé.